department is mature. Để đảm bảo được an ninh trật tự thì thực hiện cái mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an cũng như là kế hoạch của Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cái Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 cũng như là Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thế thì Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ rồi là công an các xã trên địa bàn là đồng loạt ra quân để triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là trên cái lĩnh vực an ninh thì chúng tôi cũng tập trung làm tốt cái công tác nắm tình hình, rà soát các vụ việc để tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết ổn định ngay tại cơ sở, không để phức tạp trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Ở trên các cái mặt công tác về trật tự xã hội thì cũng triển khai các cái lực lượng tập trung tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Còn đối với các cái sự kiện quan trọng, chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thì chúng tôi cũng đề ra các cái chương trình kế hoạch, xây dựng các cái phương án để triển khai lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau các cái sự kiện đó. Cán bộ chiến sĩ đội an ninh công an huyện Nậm Pồ thực hiện ý kiến chỉ đạo của công an huyện cũng như thường trực và ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân huyện, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai toàn bộ cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn để bám vào cơ sở, nắm tâm tư nguyện vọng của bà con tại địa bàn cơ sở. Trước tiên là phải làm tốt công tác nắm tình hình di cư tự do và xuất cảnh trái phép của các trường hợp xuất cảnh trái phép sang Lào, sang Trung Quốc, quay trở về Việt Nam để thăm thân cũng như là ăn Tết tại địa phương. Bên cạnh đó là cán bộ chiến sĩ của đội cũng làm tốt công tác là tuyên truyền bà con cũng như là vận động bà con là trong vấn đề là xuất cảnh trái phép về địa phương thì phải thực hiện cách ly trong công tác phòng chống dịch.
Rồi em nói hôm nay tôi đến giao dịch tại xã La Hì để làm hồ sơ vay vốn ấy, vay vốn ngân hàng chính sách. Tại bộ phận một cửa thì tôi được đón tiếp rất nhiệt tình và được hướng dẫn tỉ mỉ và lấy được kết quả rất nhanh chóng và tôi rất hài lòng. Thank you.